Chào các bạn. Ngày hôm nay Điện Na Ha sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất là quen thuộc trong tất cả các nhà bếp, hầu như bếp nào cũng có. Nó chỉ là cái vấn đề đó chính là nó to hay là nhỏ thôi. Ngày hôm nay đây, Điện Na Ha sẽ giới thiệu các bạn nhìn ở trên màn hình đây. Tôi giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là bếp Á ba họng. Các bạn nhìn chưa? Đây là một sản phẩm tương đối là đẹp về ngoại hình, về thẩm mỹ, rồi tối ưu về công năng, rồi hiệu quả sử dụng. Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn về sản phẩm bếp Á ba họng này. Trước tiên tôi sẽ quay cho các bạn, sơ bộ cho các bạn về sản phẩm bếp Á ba họng này. Trước tiên tôi sẽ quay phần bên ngoài trước, các bạn nhìn này. Đây là chiếc bếp Á ba họng inox. Các bạn nhìn này nhé. Đây là chiếc bếp Á ba họng inox có kích thước là 1800 nhân với này, chiều dài là 1.8 m. Hay anh em tôi hay đọc là 1800 nhân với này, chiều rộng là 800. Và chiều cao từ sàn dưới sàn này mà lên tới cái mặt bếp này là 800. Đây là chiều cao tiêu chuẩn hầu hết cho các thiết bị trong các bếp từ dân dụng cho đến các bếp công nghiệp. Đây là một chiều cao gọi là lý tưởng, hay gọi là chiều cao tiêu chuẩn. Vì nó tại sao như vậy thì xem có video khác tôi sẽ nói về kỹ hơn về cái vấn đề chiều cao này. Còn đây tôi sẽ quay trở lại với phần bếp này. Các bạn nhìn đây, tất cả phần khung phần mặt bếp, khung bếp, phần chân bếp, tất cả đều sử dụng bằng inox. Mặt bếp thì là có được họng bếp, sử dụng loại họng bếp các bạn nhìn đây, Gadofu, họng bếp cao cấp. Gang kiềng thì là đúc dày dặn chắc chắn. Các bạn nhìn này, đây là gọi là cái mâm chiên lửa nhé, mâm chiên lửa này. Đây là ba chiếc mâm chiên lửa. Nhưng sau này thì là những cái trường hợp mà bị lửa đỏ thường là do cái phần mâm này là nhiều này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Còn đây là lỗ thoát nước. Chúng tôi đã có một dụng rãnh thoát nước nhìn rất là đẹp rồi. Đây, cái phần họng này thì nhiều người ở Bắc thì đầu bếp người ta hay anh em bếp hay gọi là họng xòe. Xòe thực ra thì tại sao gọi là họng xòe thì nhiều khi đốt lên thì thấy cái lửa này nó xòe nó rất là mạnh thì người ta hay gọi là họng xòe. Các bạn nhìn đây. Còn phần thành bếp, các bạn nhìn thấy thành bếp này bên chúng tôi có gấp thành bếp rất là cao để đảm bảo cái việc là thứ nhất là ngăn hơi nóng ra phía đằng sau bếp thành ra tường, cũng như là ngăn những cái nước rồi mỡ, dầu mỡ nó bắn ra phía sau của cái bức tường này. Đấy. Và trên thành bếp thì bên tôi có gắn hai chiếc vòi, như video trước tôi đã nói, đây là hai chiếc vòi gạt. Ví dụ khi mình muốn mở nước thì mình chỉ việc gạt nhẹ ra giữa này là nước nó tự động chảy ra, và mình gạt sang hai bên thì vòi nước nó sẽ khóa lại. Và thao tác tôi dùng tay thì thôi, nhưng thực ra khi sử dụng thì là các anh đầu bếp anh ấy dùng luôn cái muôi rất là lớn ấy, các anh ấy cào một cái, hất nhẹ một cái là nó ra. Và trên mặt bếp này thì người ta hay sử dụng để đặt những cái xô nước nhỏ hay những cái bát nước để cái là trữ luôn nước trong quá trình nấu, thì đun nấu thì là hơi nóng nó sẽ làm nóng những nước này lên. Và khi người ta cần nước nóng thì người ta chỉ việc múc vào trong xô đó, đổ vào trong các chảo hay là cũng như trong các nồi. Đây, hai chiếc vòi inox ở đây. Đấy. Phần mặt điều khiển thì tôi có gấp, và các bạn nhìn này, những cái đường nét gấp này. Các bạn nhìn này, gấp âm vào, nhìn nó rất là thẩm mỹ, rất là mềm mại. Chứ cũng có những nhà sản xuất họ này gấp là một tấm phẳng thì nó cũng được, nhưng mà nói chung là nó sẽ không đẹp, để xem là thẩm mỹ nó không đẹp.
phần chân thì các bạn nhìn đây, phần chân này thì chúng tôi vẫn sử dụng chân tròn hộp phi 50 có gắn, đây là gắn phần tăng chỉnh chiều cao để cho những địa hình mà nó không được bằng phẳng thì mình có thể chỉnh được dao động khoảng 1 phân 1 phân rưỡi để nhằm cho cái bếp này nó được cân bằng. Đây. Chúng tôi đã gắn sẵn ga rồi, van ga vào bình. Tí nữa tôi thử luôn cho các bạn xem. Còn đây, tôi sẽ quay sơ bộ cho các bạn xem nhé. Đấy. Đấy, nhìn chưa? Ngay sau đây thì tôi sẽ thử test thử chiếc bếp á ba họng này cho các bạn cùng xem nhé, xem là mức độ lửa nó cháy to cỡ như nào nhé, để cho các bạn có sự cân nhắc và tham khảo để mình có thể mua những loại chiếc bếp phù hợp với lại khu bếp nấu nhà mình hay là khu bếp nhà hàng mình nhé. Đây, tôi chiếc van ga van cỏ chuông này tôi sẽ đã đầu nối sẵn rồi, tôi chỉ việc mở van. Sau khi mở van thì chúng ta sẽ tiến hành bật thôi. Bật đây là những núm vặn này, thì phía sau núm vặn này là có những chiếc Magneto. Bạn biết là Magneto thì nó sử dụng, cách thức sử dụng thì nó như kiểu là như một cái bếp gia đình nhưng mà. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất nhạy. Lửa cháy rất to và mạnh. Các bạn canh đầu bếp tha hồ mà nấu. Nói về công suất nấu của những chiếc bếp này thì như một chiếc bếp á ba như này thì công suất có thể nấu cho được khoảng tầm từ 200 đến 300 người ăn trên một bữa nhé. Chiếc bếp á ba này sẽ đi kèm cùng thêm một chiếc bếp hầm đơn nữa, thì là kết hợp hai chiếc bếp được kết hợp với nhau thì là chạy full công suất thì chắc được phục vụ được khoảng tầm 300 suất ăn. Đấy. Đấy, tôi vừa giới thiệu các bạn về cách thức vận hành bếp, thì cách thức vệ sinh thì nó cũng rất đơn giản thôi, thì là sau những ngày nấu thì chúng ta sẽ tiến hành lau dọn phần vệ sinh phần mặt bếp, sử dụng những dụng cụ tẩy rửa thì cọ để tránh tình trạng những mỡ bám cặn lâu ngày nó mất thẩm mỹ và cũng như là nó ăn mòn đi cái phần mặt bếp, cũng như là nó bị gây ra mất vệ sinh cho các quá trình nấu, đặc biệt là phần họng bếp này. Thì là rất nhiều anh kêu bảo sao lâu ngày nửa nó bị đỏ, thì trong quá trình nấu rất nhiều nước cũng như là những cái thức ăn thừa hoặc là thức ăn bị rơi xuống cái phần họng mâm, phần mâm lửa này, mâm chiên lửa này, thì là rơi, khi quá trình rơi xuống thì nó sẽ sinh ra những cái muội rồi những cái rỉ hoen ố, nó sẽ làm mất màu đi màu lửa và nó lâu ngày có thể nó bị bịt đi những cái lỗ này, các bạn nhìn thấy nhá, trên đây này đấy, những cái lỗ này để ga nó thoát ra và để đốt cháy ga đấy, nó chia cái chiên lửa, thì những cái lỗ này mà bị bịt đi thì đồng nghĩa với cái việc là nửa đỏ là nửa không đều rồi bị tắt rồi nọ kia là chuyện đương nhiên. Cho nên trong quá trình nấu thì chúng ta sẽ một thời gian khoảng 3-4 ngày ta sẽ tiến hành vệ sinh những cái họng bếp một lần, ta nhấc cái mâm này lên, ta kỳ cọ rồi như là ta lau dọn phần bên dưới. Chiếc bếp A3 này thì công suất đốt thì của nó là 1 giờ đốt hết tầm khoảng 2 kg ga, 2 đến 2,5 kg ga các bạn nhé, đối với chiếc bếp A3 này. Còn tùy nếu các bạn đốt hết mắc công suất thì chắc nó vào đây tầm khoảng 4 kg, đấy là đốt mắc công suất không nghỉ một tí nào thì sẽ tiêu thụ hết khoảng 4 kg đến 4,5 kg ga trong một tiếng, thì đồng nghĩa với việc một cái bình 12 cân như này thì
thì các bạn chỉ đun được khoảng đâu đó là khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng các bạn nhé. Đây. Đấy. Trên đây tôi đã giới thiệu được các bạn về sản phẩm chiếc bếp Á 3 họng inox công nghiệp loại cao cấp. Các bạn có quan tâm đến sản phẩm cũng như là có nhu cầu cần mua thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại là 0962432232 để được tư vấn cũng như là báo giá nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm.